Anh chào các em, trong video hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tập một câu 48 trong cái đề thi vừa rồi của Sở Nam Định. Thế thì đây một cái câu ở mức độ vận dụng cao của tọa độ không gian. Thì người ta cho cái điểm A có tọa độ 300, B là 040 và D là đường thẳng đi qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABO. Cắt các cạnh OA, OB theo thứ tự M và L. Thế ở đây chúng ta thấy là có cái hơi đặc biệt một chút này. Đó là A thì Z động bằng 0 này, B nó Z bằng 0 này. Cái tóm lại A là thuộc UX này, B là thuộc UI. Và mọi cái đây có thể diễn ra trong cái mặt phẳng là gì? UI. Là UI bởi vì Z bằng 0 rồi. Đó. Bây giờ ta sẽ biến không gian thành phẳng, hình phẳng. Xem giải quyết nó có dễ dàng hơn không? Các thầy nghĩ là cách này chắc là giải quyết nó sẽ dễ dàng hơn, bởi vì sẽ có những cái ta sử dụng kiến thức của hình học phẳng thì sẽ khá hơn, tức là đơn giản hơn so với hình học không gian. Đó, về mặt Z thì nó sẽ có thể nó đơn giản hơn, đúng không nhỉ? Vậy thì mình cứ coi như lúc này nhá, coi như nó là hình học gì? Hình học phẳng. À, trong mặt phẳng OY, à, vì trong mặt phẳng OY đây. Vẽ hình học phẳng thôi. X OY đó, thì đây là điểm A đi, 3 4, một thằng là 3 một thằng là 4 đây, ví dụ đây là A 3 4 này, đây là B đây, ví dụ thế đó nhỉ, đó 4 đấy, thì là đây là 3 tam giác OAB đây. D là đường thẳng đi qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABO. Cái nhiệm vụ bây giờ ta cần tìm tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABO. Thì ta biết rằng là nếu như một cái tam giác, thầy nói qua về 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 lý thuyết chút nhá. Với tam giác ABC bất kỳ. Cạnh BC là bằng A, cạnh AC thì bằng B, đây là bằng C. Y là tâm đường tròn nội tiếp tam giác. Y là tâm đường tròn nội tiếp tam giác thì ta sẽ có biểu thức như sau này. A nhân với IA cộng với B nhân với IB cộng với C nhân với IC là bằng vectơ không. Giờ biểu thức này ta sẽ tìm được tâm Y. Được chưa nhỉ? Điểm Y. Thế bây giờ chúng ta phải tìm được OA. Ở đây có hết rồi, thực ra chẳng phải tìm, đúng không? Bài này rất dễ thôi, OA bằng bao nhiêu? Độ dài OA chính là bằng 3. OB thì bằng mấy? Bằng 4. Và tam giác này tam giác vuông đúng không? Thì nó là 3 4 5 đúng không nhỉ? AB nó sẽ bằng 5 thôi. Đấy. 3 4 5 mà, đây là 3 4 thì đây sẽ là 5. Thế mình gọi Y. Y có tọa độ là gì? XY đi, XY đi. Thế ta sẽ có là thứ nhất. Ta có cái thằng IA. IA vectơ bằng bao nhiêu? X A chữ X tức là 3 chữ X chấm phẩy. Đây mình cho trong 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 mặt phẳng luôn nhá. Coi như bỏ cái Z này đi được chưa nhỉ? Ông lại các bạn lại bảo là sao không có Z, phải bỏ luôn để chúng ta chỉ xét trong mặt phẳng gì? À, mặt phẳng là OY thôi. Đấy. Thế trong trường hợp này thì chúng ta tính luôn là IA là bằng này, được chưa? Rồi. Thế thì IA này. À gì nữa nhỉ? Không chứ, đây là chữ Y này. IB này bằng chữ X 4 chữ Y và IO này chính là chữ X chữ Y. Rồi. Thế từ đây ta sẽ có như sau. À 3 lần IA nhân luôn nha. 3 IA này, 3 nhân với x trừ đi. À quên, nói 3 chữ x chứ. Ba chữ x này, được chưa? Cộng với 4 y đúng không? À 4 này, 4. 4 à xin lỗi, nhầm, thì là mình phải biết biểu thức chứ, tôi nguy hiểm quá. Rồi, nhầm, xin lỗi nha. Đây, chỗ này bị nhầm này, biểu thức thì đúng rồi. Từ đây ta sẽ có là gì?
A lần, tức là 3 lần IB. Đúng không? Cộng với 4 lần IA. Đấy, đảo mà. Đây vị trí này. Cộng với 5 lần IO bằng vectơ 0. Đấy, tí nữa nhầm trên này mất. Thấy chưa nhỉ? A à, cứ tưởng 3 rồi, nguy hiểm quá. Rồi thì sửa lại nha. Ba lần IB, đây IB đây, tức là trừ 3x. 4 lần IA, tức là cộng với 4 nhân với 3 trừ x. Cộng 5 lần IO, tức là trừ gì? 5x bằng 0. Đúng không? Đó. Tiếp tục, cũng tương tự thôi. Trừ, đây là 3 lần IB đây, 3 lần IB đây, tức là 3 IB là 4 chữ Y cộng với 4 lần IA cộng với trước là trừ 4 Y cộng 5 lần, tức là trừ gì, 5 Y nữa bằng 0. Vậy tương đương với x bằng y bằng yên bấy yên bấy trừ 3 trừ 4 trừ 5 là thành trừ 12, 3 4 12, vậy x bằng 1. Tương tự đây 12 cũng thế, à bằng 1. Vậy đơn giản cái điểm y của chúng ta sẽ có tọa độ là 1 1. Được chưa nào? 1 1. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ có cái phương trình đường thẳng AB này. Phương trình AB đúng không? À không, M chứ, bây giờ M này, à M AB có rồi chứ, làm sao vậy? M đây, M M là thuộc M đây, ví dụ đây M đây, N đây. Đấy, gọi M có tọa độ là M0 thuộc UX, N có tọa độ 0, N thuộc UI. Thì phương trình đoạn chắn, tức là MN là phương trình đoạn chắn đúng không? Phải phương trình MN. Các bạn học chương trình lớp 10 rồi, lớp 12 thì có phương trình mặt phẳng đoạn chắn về dạng giống nhau, tức là x trên gì? Trên M cộng với y trên N là bằng 1. Đó. Và thằng này đi qua y đúng không? Đi qua y. Thì ta sẽ có là thay tọa độ y vào đây là 1 trên m cộng với 1 trên n là bằng 1. Đó. Ok chưa? Nha. Thế ta tìm được một cái phương trình rồi. Bây giờ ta xem cái tỷ số này nó là cái gì? AM, BM với OM rồi. Ta xem thằng này nó đạt lớn lớn nhất là sao đây? Được chưa? Ta sẽ tìm cái tỷ số này sao đây? Rồi. À, bây giờ tính AM vectơ thì chính là bằng thằng nào, M trừ A, tức là M trừ 3 0 rồi BM vectơ, BN vectơ thì bằng 0 N trừ 4 rồi OM. OM thì chính là tọa độ của điểm M thôi. M 0 UN như là gì? 0 N. À, do M ấy, M nó thuộc AB và N thuộc đoạn ấy, à, do điểm M này thuộc cái đoạn, thuộc đoạn OA thì ta sẽ có là M này này lớn hơn 0. Đúng không? Lớn hơn 0. Và nhỏ hơn thì nhỏ hơn 3. 3. Cắt các cạnh xem là chúng ta bằng được không. Nếu m mà bằng 0 ấy chạy vào đây thì l mà đi qua đây thì l lại không thuộc cái gì. Nếu đi qua m thì chắc chắn không thuộc rồi, phải lớn hơn rồi. À, còn nếu như đi qua
thằng lại bằng 3 đi, cứ cho nó bằng 3 đi. Còn không thì chắc chắn là không được rồi. Đúng không? Nếu giả sử m bằng 0 ấy, m bằng 0 thì điểm N này đi, điểm điểm Y của nó là 11 mà, thì Y nó nằm chỗ này này. Đấy, thì nó chắc chắn là sẽ không cắt cái cạnh gì? À, cái cạnh OB đúng không? Đấy, N thuộc đoạn gì? OB thì cũng thế thôi. Công nhỏ hơn N, nhỏ hơn bằng 4. Đấy. Được chưa? Đó. Thế thì bây giờ chúng ta thấy này. Vậy từ đây chúng ta sẽ có cái thằng AM, độ dài AM chính là bằng A trừ M thôi. Độ này đoạn này là 3 trừ M. Tiếp tục này. BN thì chính là bằng B. B tức là 4. Độ dài của nó đấy. Là bằng 4 trừ trừ N. Đấy chưa? Đấy. Và đương nhiên là OM thì bằng M rồi. ON thì bằng N rồi. Vậy thì ta sẽ có AM nhân với BN chia cho OM với ON bằng, thay vào thôi, 3 trừ đi M chia cho M nhân với 4 trừ đi N chia cho N và bằng này kia thôi, là 3 chia cho M trừ 1 nhân với 4 chia cho N trừ 1. Rồi. Thế bây giờ này, ta từ đây này, ta rút ra M theo L hoặc L theo M. À, ví dụ như ở đây ta rút ra là 1 trên N đi. Thì bằng 1 trừ đi 1 trên M. Thay vào đây. Bằng này. Đấy, để nguyên bạn 3 nhân với 1 trên M này trừ đi 1 này. 4 nhân với 1 trừ đi 1 trên M trừ 1 này. Rồi bằng 3 nhân với 1 trên M trừ 1 này. Nhân với thằng này 4 là còn 3 đúng không? 3 trừ đi 4 1 trên M này. Đó. Thế bây giờ ta đặt là 1 trên M bằng T thì ta sẽ có cái sau. Đó. Tiếp tục này. Ta đặt 1 trên M bằng T thì ta sẽ có như sau đây. Đây ví dụ mình ký hiệu cái thằng này là biểu thức P đi. P bằng. Thì suy ra P bằng 3T trừ 1 nhân với 3 trừ 4T. 3T P bằng. Ba trừ 4T đúng không nhỉ? 3 trừ 4T ok, nhân tung ra thôi. Bằng trừ 12T bình gì nữa? Cộng 4 cộng 9. Đúng không? 33 là 9 này, cộng 4. 4 cộng 9 là 13. 13T đúng không nhỉ? Rồi 13T. Rồi trừ đi 3. Ok. Vậy thằng này thì chúng ta sẽ thằng này lớn nhất P max. Phi T bằng trừ B trên A đúng không? Tức là trừ thằng này trừ B trên A. Tức là bằng 13 phần nhân thằng này 2 là gì? 24. Đó. T 13 phần 24 tức là ta sẽ có là 1 trên M bằng 13 phần 24.
Thì hay nói khác là m sẽ bằng bao nhiêu? M bằng 24 phần 13. Và từ đấy suy ra n 1 trên n thì bằng 1 trên n bằng bao nhiêu? Bằng 1 trừ đi 1 trên m đúng không? Bằng 1 trừ 1 trên m hay là bằng 1 trừ đi 13 phần 24. Và bằng 11 phần 24 đúng không? 13 bằng 11 phần 24. Đó. Vậy thì ta sẽ có n bằng 24 phần 11. Rồi có mn rồi thì ta thay vào phương trình thôi. Đúng nhỉ? Đây cái phương trình đầu tiên đây. Có phương trình này rồi thì chúng ta sẽ tìm được vectơ pháp tuyến của nó và suy ra vectơ chỉ phương. Thay thôi. Chia cho mx trên m cộng y trên n x trên m. X chia cho m thì chúng ta sẽ thấy là bằng 13. Từ đấy thay vào ta có 13 phần 24 x đúng không? Cộng với 1 trên n là 11 phần 24 y trừ 1 bằng 0. Khi đồng lên thì 13x cộng với 11y trừ 24 bằng 0. Thì ở đây chúng ta thấy có vectơ pháp tuyến là n của nó là bằng 13, 11 đúng không? Khi ra u bằng gì? 11 trừ 13. Thì đây trong mặt phẳng OY đúng không? Thế thêm không gian thì thêm số 0 đằng sau thôi. Vậy thì trong cái bài toán nó sẽ u sẽ bằng gì? Bằng 11 trừ 13 và 0 đúng nhỉ? 11 trừ 13 và 0 thì đáp án của nó là D đúng không? Đúng D không? 11 trừ 13 0. Rồi đúng vậy, đáp án là D. Ok. Đó. Thế thực chất thì cái bài này chúng ta sẽ quay vào hình hình OXY thì giải khả năng sẽ dễ dàng hơn so với là OXY gì? Z. Đó. Vậy là tóm lại dạo này thì thấy là các trường hay xoáy vào mặt phẳng OXY là của chương trình lớp 10. Để chúng ta sẽ quay lại một chút lớp 10 là tính toán một chút. Thực ra sử dụng kiến thức của lớp 10 có chút xíu thôi, đúng không nhỉ? Đấy. Đấy, tóm lại là sử dụng kiến thức lớp 10 nó sẽ nhanh hơn so với việc chúng ta sử dụng kiến thức lớp 12. Đấy, vậy chúng ta cần phải cân nhắc sử dụng các kiến thức chưa nhỉ? Rồi, ok, video của thầy đến đây kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi.